Vios 2019 số sàn. Bản này là bản 7 túi khí anh chị, mà mới lắm, mới tin nè. Odo 50.000, 7 túi khí. Xe này sơn rin còn rất là nhiều nha, không có lỗi gì hết, cái máy trắng bóc luôn anh chị. Biển số 49 là Lâm Đồng ha. Xe Lâm Đồng Đà Lạt thì cái xe nó cũng đẹp dữ lắm. Nó không có bị đắt đỏ, nó không có bị nước mặn gì hết nên chất xe nó rất là đẹp. Nó đẹp tương tương với xe Tây Ninh vậy đó. Lâm Đồng Đà Lạt 2019 Vios bản E số sàn, 7 túi khí an toàn. Bản này thời điểm mua là bản này mắc nhất nha anh chị. Nó có 7 túi khí bong bóng á, xung quanh xe luôn. Odo 50.000, xe mới lắm. À, ghế đã được bọc da rồi, ghế nỉ ở trong còn rin, được gắn tay nắm cửa mạ chrome, rồi dán phim cách nhiệt, rồi có màn hình, có cam lùi đầy đủ, đèn đuốc của nó sáng trắng luôn chị. Cái này bên Tâm bán 388 triệu, bao rút hồ sơ gốc, đăng kiểm thì còn tháng 5 2023 về sang tên rồi đi đăng kiểm luôn. Vỏ lớp thì mới tinh, chất xe thì quá đẹp rồi. 388 triệu bên Tâm sẽ hỗ trợ rút hồ sơ cho nhà mình ha, tiền nào của đó nha anh chị. Xe này sơn rin còn rất là nhiều ha. Quá đẹp luôn chị ơi. Hai năm tám tám bảy, biển số ở đâu cũng phải rút hết à, chứ không nhất thiết là biển số ở đâu hết, nhưng mà đừng có mua biển số xa quá được rồi. Lâm Đồng Đà Lạt Tây Ninh Vũng Tàu thành phố Đồng Nai Bình Dương, mấy tỉnh miền Tây lân cận là rút hồ sơ gọn lẹ, bình thường, ổn định, chất xe đẹp, bên Tâm lựa không à nha anh chị nha. Xe này rất là mới luôn, sẵn lời 7 màu, sản xuất năm 2019 nè anh chị nè. À, 2019 này không, ốc tán chưa mở con nào hết, mới lắm, nỉ trong còn nguyên rin nha, nè nỉ nè, này lọc ra cái mới thôi rồi luôn anh chị. Xích beo xích đồ đẹp, bong bóng nè, mấy cột là có hết nha, ở đây cũng có luôn, túi khí đó anh chị, rồi thắng là thắng ABS, màn hình có sẵn rồi, cam ve rồi, sáng rực rồi, chất xe tươi lắm, nó đẹp. Xe thì tùy theo xe nha, bây giờ có nhiều xe rất là rẻ anh chị, rẻ nhưng mà nó không ngon đâu, mình mua cao một chút, về xài cái xe nó thật là chất lượng, sử dụng cho gia đình mình luôn luôn. Bên Tâm bao rút hồ sơ, Odo 50.000, chiếc xe mới lắm, có cân bằng điện tử luôn nha anh chị nha, cân bằng điện tử, 7 túi khí an toàn, túp lô túp bi, cái đời này vậy chứ mà túp bi nó đẹp, còn qua 2020 là cái túp bi nó màu đen rồi, 2019 2018 là túp bi màu kem nè, sáng rực à, keo chỉ là rin hết. 388 triệu nha anh chị nha. Mua xe này thì alo ủng hộ Tâm ha. Xe đẹp nha, bên Tâm mua xe đẹp về phục vụ bà con để cho nó chắc ăn, cái nào cho nó chắc cái đó. Trần nỉ nguyên rin mà nó mới bóng à. Ốc tán bản lời còn 7 màu luôn. Keo chỉ thì rin hết. Không có mắc một tí nào luôn.
Máy móc thì quá tuyệt, máy móc thì còn mới lắm anh chị, máy 7 màu, các xe đẹp leng keng, anh chị thấy xe đẹp không? Giá tiền là 388 triệu là bao rút hồ sơ ha, xe không có một tí lỗi nào hết nha. Nếu anh chị em mà phát hiện ra xe này có lỗi thì bên Tâm sẽ nhận hoàn toàn trách nhiệm và tổn thất mọi chi phí là bên Tâm chịu hết. Bởi vì mua mình phải biết coi xe thì mình mua về mới phục vụ bà con được. Chứ không biết coi xe, coi không tới là về mình bị người ta lừa, xong rồi tiếp tục lại lừa khách hàng. Xe thì bên Tâm đã coi rồi ha, xe zin nguyên bản nha, không có lỗi gì luôn á. Bánh dự phòng rồi là còn zin hết ha, mà cũng còn khá là mới nha. Cái này là bụi rồi thôi, với lại chưa có rửa gì hết à. Nó còn mới quá cái quay bán luôn chứ khỏi rửa. Lúc bán á, thì sẽ hút bụi đâu, vỏ là mới khoảng còn rất là mới, vỏ còn rất là mới, cái gầm là 7 màu luôn. Thấy gầm đẹp không? Gầm rất đẹp anh chị. Nội thất này tôi rối luôn, mới tinh luôn. Xe mà bên Tâm lỗi là đọc lỗi luôn trên video nha, chứ không có hỏi có lỗi không, đâm đụng ngập nước không nha. Khỏi, anh chị bên Tâm tự giác luôn, tự giác báo luôn chứ không có chờ anh chị phải đi tìm. Không có lỗi gì hết à, xe zin. Mà chắc xe tươi lắm. Máy chạy đỉnh luôn, im ru anh chị. Chưa mở một con ốc nào hết ha, cửa cốp capo là chưa tháo. Ốc tán chưa mở con nào luôn anh chị ơi. Bản lời bản đồ tấp lô tấp bi rồi, mới trắng bóc luôn, keo chỉ riêng hết nha. Con mèo dễ thương, xe này đẹp lắm anh chị, mua xe này yên tâm nha, không có lo gì luôn á, nó rất là đẹp. Cái máy mới kinh khủng không? Xe này cái máy mới thật sự anh chị, mới tinh. Nắp to nè. Chưa đụng, chưa tháo, chưa gỡ bất cứ một cái thứ gì hết ha. 388 nha anh chị. Có con xe đẹp ken xà len, bao rút hồ sơ, còn mới ha, mới đã. Anh chị thích coi cái máy thật kỹ để Tâm quay cái máy thật kỹ nha. Máy này mới lắm nha chị, máy phía trong mới lắm.
Ken. Tuyệt vời. Chưa rửa chưa gì hết, ốc ở dưới mà còn chấm sơn rồi hết luôn, mới lắm. Tuyệt vời anh chị, anh chị chốt con xe này là về là vừa bụng liền, không có phải chơi vào đâu được, nó ưng ý. Chỉ có cái là đăng kiểm tháng sau đăng kiểm lại thôi, còn mọi thứ là nó hoàn hảo tới mức độ tuyệt đối nha, từ nước sơn cho đến mình thùng đồng keo chỉ máy móc nội thất ngoại thất vỏ lốp gầm bệ, nói chung là nó ổn lắm, nó rất là tuyệt, nó tuyệt vời luôn, không có chơi cái gì được luôn. Dòng này thì nó chạy 5 lít 8 cho hỗn hợp và 5 lít cho đường trường xăng á, 5 chỗ ngồi. Sản xuất năm 2019, hộp số sàn bảng E 7 túi khí, biển số Lâm Đồng Đà Lạt 49A màu trắng, một chủ mua mới tâm bán là 388 triệu bao rút hồ sơ. Anh chị nào mà đi tìm sản phẩm này thì alo cho Tâm, đây là một con xe đẹp nha, xe chuẩn đẹp anh chị, không lỗi lầm, bao chết hãng thoải mái. Nếu anh chị có nhu cầu thì alo cho Tâm để sở hữu em nó ha. Tâm xin kết thúc video ở đây, xin hẹn gặp lại bà con nha.